chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở khó vô cùng. Khó mà ngừng đặt câu hỏi vì có quá nhiều điều thú vị. Khó là một từ không có trong từ điển của chúng ta. Lý do tại sao? Con đã có sẵn nền tảng. Nền tảng 3 năm học ở đây, ở trường DV này là từ năm lớp 3 đến năm lớp 5. Nên là khi đến năm lớp 6 thì con đã rất là quen với những trường rồi, cũng như là cách dạy và những cái hoạt động và trải nghiệm ở trường. Lúc học tiểu học ấy thì con còn nhớ là đã có rất nhiều dự án được diễn ra và các thầy cô đã hướng dẫn cả lớp làm Canva, làm PowerPoint, xong rồi làm các poster để thuyết trình. Theo con thì những cái kỹ năng đấy nó đặt nền tảng cho những cái việc mà sau này con làm. Con nghĩ là từ tiểu học thì con cũng đã có kỹ năng thuyết trình khá là tốt. Vì vậy lên cấp 2 thì con cũng sẽ cố gắng tiếp tục phong độ như thế. Thì các cô giáo cũng đã rất là cố gắng và rất là giúp đỡ con rất là nhiều. Ví dụ như là môn tiếng Văn, tiếng Việt thì cô đã cho giúp bọn con có thể là tự tin hơn bằng việc là thuyết trình nhiều hơn trong các dự án. Ở tiểu học con được phát huy được cái làm việc nhóm với cả thuyết trình ở trên lớp. Trước đây thì con vẫn thấy hơi ngại ngùng khi con đứng trên lớp để thuyết trình. Nhưng bây giờ vì sự rèn luyện của các thầy cô thì con đã tự tin hơn một chút về việc thuyết trình trước lớp. Con được học những kỹ năng làm việc nhóm và khi lên cấp 2 thì con cảm thấy việc làm việc nhóm dễ dàng hơn và giúp con kết nối với tất cả mọi người. Khi mà con không biết một điều gì đó thì con có thể đặt câu hỏi ở các thầy cô và các thầy cô sẽ sẵn sàng trả lời câu hỏi của con để cho con hiểu được đó, và thầy cô cũng luôn động viên con trong việc học tập. Thách thức lớn nhất đối với mình là làm thế nào để con dám bứt phá được cái vỏ bọc của một cái học sinh vốn là nhút nhát và lúc nào cũng sợ. Thì cái chương trình học của cái từ tiểu học lên cấp 2 như mình cũng vừa chia sẻ thì nó đã xây dựng cho con một cái nền móng khá là vững chắc. Từ cách triển khai ý tưởng, từ cách làm việc nhóm, từ cách là sống hòa đồng sống với các bạn. Làm sao để mà khi con luôn có cảm thấy là một cái môi trường nó an toàn và con cảm thấy là những cái gì con làm nó được trân trọng, nó được đánh giá dù là nhỏ thôi, thì cái đó nó làm cho mình cảm thấy là đầu tiên chắc là cái môi trường là con sẽ cần. Mình nhận ra con mình có hai cái mà mình thấy là đánh giá là có cái sự phát triển tốt. Đấy là chính là cái việc mà rèn luyện, tự rèn luyện hay còn gọi là có ý thức hơn. Và một cái nữa là có nhìn nhận được cái trách nhiệm bản thân. Cháu chủ động hơn và ham tìm tòi các cái lĩnh vực hơn. Thì khi sang đến cấp bậc trung học cơ sở thì cái điều đấy nó tiếp tục phát huy. Trẻ gấp khó nhưng không khó với chúng tớ đã đi với chúng đấy, cũng khá khá ngay thôi.